Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì giờ này hơn 1 giờ trưa và Bùi Hồ bắt gặp được một cái hình ảnh ông cụ đang đi trên một cái chiếc xe lăn ở trên đường. Cô bác quý anh chị, chắc có lẽ là ông đang đi xin hay là bán vé số dạo gì đó. Mà hình ảnh rất là đáng thương luôn. Tại vì thời điểm bây giờ ở miền Tây cũng khá là nóng, nhiệt độ hơn 40 độ C, mà với một cái hình ảnh mà hai cái bước chân, hai cái tay đang lăn lóc đi trên đường rồi. Mọi người thấy rất là đáng thương và tội nghiệp luôn. Thì bây giờ để tìm hiểu về cuộc sống của ông và để tìm hiểu về ông á, thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Con chào ông. Chào ông. Dạ. Con chào ông. À, ông đang đi xin tiền hả? Xin tiền chích thuốc. Ô, cái tay ông bị gì vậy? Xe đụng bỏ ông ơi. Đi vô đây ông ơi, đi vô đi xe. Ông đau nó mệt quá ông ơi. Vô vô mét đi ông. Nó đụng rồi nó bỏ nè, ba khớp. Ô. Đi đau đi không có nổ. Dạ, cái mát đau nắng quá. Ừ, mình đau đi không có nổ hết trơn á. Con của mình không có vợ con chứ không ơi. Trời yếu xèo à. Dạ. Rồi, rồi, đúng rồi. Ừ. Ông ơi, ông ơi. Cái tay ông bị gì hả? Xe em ra đụng bỏ hầm ngự ông ơi. Dạ. Xe đụng bỏ. Xe đụng lâu chưa? Còn có gần năm mà không. Lật lìa luôn hả? Gãy ba khớp. Ê, ê, chó. Ừ, gãy ba khớp. Gãy ba khớp luôn hả ông? Ừ. Nhà ông ở đâu? Mình Long Khánh. Long Khánh, hầm ngự. Ra hầm ngự qua Long Khánh. Dạ. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, mấy dấu giờ hôm nay 74 tuổi không? 74 tuổi? À, 73 tuổi dằn. 73 tuổi dằn. Ông qua đây đi, xuống qua đây nè, có bóng cây nè mát không? Con chó nó sủa quá, nó sợ nó gạt cắn không á. Ông đi quẹo quanh đây. Chó! Vợ con không ơi. Dạ. Con không có vợ con nhưng cha mẹ. Vợ con gì hết. Không, cha mẹ chết trơn rồi. Dạ. Nhất. Ba mẹ mất hết rồi. Dạ. Dạ. Con mình. Ông đi sinh như thế này lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi. Lâu rồi hả? Dạ, cũng 7-8 năm rồi. 7-8 năm rồi. Dạ. Dạ. Trước đây ông làm cái công việc gì? Trước trước gia đình nhà sanh ra thì nghèo khổ, đi bằng bướm bằng khơi ăn không đủ sống đó, rồi đi bằng củi bán, rồi tôi trở già yếu, rồi bằng không nổ rồi đi trên rồi cháu không có ăn, cũng khổ không đau, hôm giờ không có đồng bạc chết tốt. Đi vậy nóng quá không ông? Dạ. Con thấy nóng quá mà ông bò thấy tội quá. Thì gian lết sao giờ, giờ khổ không có tiền chết thuốc thì sao giờ không ông ăn? Ông bị bệnh gì? Nhớt mỏi rồi. Có anh em gì không ông? Con mình là ông ơi. Dạ. Không, con mình là. Con mình à? Dạ. Ba mẹ mất hết rồi. Dạ, cha mẹ cũng chết nay cũng 6 bữa dỗ gì không ơi. Nhưng mà bỏ mà đợi mình tu lợi đó. Rồi trước đây lúc mà còn trẻ mà chưa có bệnh tật thì ông làm củi hả? Dạ. Che chưa có đụng thì bằng củi, bằng bướm, ai bằng cỏ, tím
mình có về có nhiêu đồng hai đồng gì mua gạo nó ăn, cá mắm nó kia không có tiền mua cá thì giao dưa đồ chấm mẹ đỡ. Dạ. Có nhà cửa gì không? Dạ. Không có đất ở các cái mái có bề ngang đục lớn gì đây nè, con có mái bọc gì đó. Dạ. Ở gian gì nè gì đó từ từ đây là lợi đó đó. Dạ. Ở xin như thế này ông đi xuống đây bằng cái gì? Đi xe. Đi xe gì không? Đi xe ôm. Nhiêu tiền? Dạ từ Long Khánh xuống Cao Lãnh đi dước đi dước về là 400 ngàn đúng không? 400 ngàn. Dạ. Rồi xin ngày đủ tiền xe không? Thì không có đủ thiếu nữa đâu. Sáng giờ ông xin được nhiêu rồi? Có mấy chục ngàn đây nè ông ơi. Có khi nào bị tao giật không? Có bị giật trên này nè. Lâu rồi. Có mấy chục ngàn rồi. Đi 2 ngàn không mà nó dốc không đâu đó gì đó. Tay con yếu lắm rồi mọi người. Dạ. Dạ. Xe ông nói xe đụng mấy năm rồi? Năm mấy giờ rồi để không có tiền sửa rồi để cánh tay như vậy. Không có tiền đi Vĩnh Sương giờ mà đi về là nó cũng cần 400 ngàn tiền xe chứ số vốn chứ chưa cái dạy cái chân của ông đi nổi không? Yếu. Đi không nổi luôn hả? Với chiều. Đứng được không ông? Đứng yếu. Đứng lát cái sầm xuống, ngầu xuống. Dạ. Cái đi không được, chiều. Rồi sao ông là cái gì á? Dạ. Sao lưng nè? Này á, cái này nước trà đường. Ta cho. Dạ, cho uống. Còn này, không? Cái này xài người ta cho. Trà đường còn nước không? Dạ. Còn mọi người mua cho ông nước uống nhưng mà không còn nước. Đó, ông đi mua một chai, ông bích trà đường nữa đi. Thiệt á. Dạ, chút qua bên đó còn mua cho ông. Để cho ông vô cho ông uống. Rồi ăn uống là sao? Đổ như này đó. Dạ. Ăn uống sao? Ăn uống bữa đói bữa no không mà. Khi sáng giờ xin cơm ăn. Hồi sáng giờ sao? Đến giờ đau giờ đó giờ ta thấy gì ta cho miếng cơm ăn đó, miếng cơm chay ăn được 3-4 muỗng gì đó, đau ói giờ hết rồi bỏ rồi. Ói hả? Đau mệt thở lên luôn mà ăn không nổi, nắng quá. Nó ra mấy năm nay rồi nhúng rồi ăn cáo nữa ăn được. Dạ. Là sinh vậy bị giật mấy lần rồi? Có lần một mà đi trên này chút bỏ này đi lên trển từng 4-5-6 cây số nó kêu vô nhà ông vô nhà gì rồi xe ông già nó xe ôm bà trong túi xin được có 300 ngàn ông lấy hết 300 ngàn về nhà còn 10 mấy ngàn bạc rồi thấy trong bầm không đâu rồi nó còn có 10 mấy ngàn tiền chứ 10 ngàn đâu còn ở có 6-8 bỏ lại. Tôi giật cái vòng lợn rồi tôi chinh chập nữa lít nó chập nữa mới được 200 ngàn gì luôn. Không có con, không có vợ con gì luôn. Dạ, không sống rồi có mình một gì đó. Hồi đó giờ không có vợ hay là có rồi chia tay rồi? Không có, tôi nói rồi tôi nghe họ cầm chai đi cho về bạn không biết cũng vụ rồi tập cũng vụ luôn tới giờ đó rồi không có vợ luôn. Uống rượu. Uống rượu rồi cũng không ai thương nhân á. Rồi mang bỏ rượu bây giờ bệnh đau rồi bỏ rượu luôn này là 20 năm nay rồi. Phải uống rượu tôi chết lâu rồi thì con. Ngày trước là uống rượu ngày uống nhiêu lít? Từ cho mẹ bạn mà. Đi chơi đó. Đi chơi bằng đêm. Ví dụ nhà uống 7-8 thằng. Rồi biết đâu nói. Giờ mua lít gì đó. Có nghĩa là uống rượu rồi không ai thương. Rồi giá luôn tới giờ. Có quậy không mà không ai thương? Không, vì người ta thấy uống rượu quá, người ta nhỏ nó không chịu. Dạ. Rồi bên nghèo khổ, không có tiền cứ, không ai, không có vàng dòng đưa nó. Rồi, anh tính đợi về luôn. Dạ. Dạ chị. Dạ. Rồi là đi sinh được mấy năm nay rồi? Dạ,
7 8 năm gì không? Ngày xưa có tình yêu nào không? Có tình yêu có, cho con không có, mà bây giờ nó có chồng hết rồi ông Mai ơi. Có được mấy người yêu? À, không biết đâu nói giờ tính. Hãy con nghe với, có mối tình nào sâu đậm không? Biết là biết bây giờ, biết cãi nào cho hết không Mai? Nhiều người tình lắm hả? À, người thương, người thiếu gì, biết nào cãi cho hết. Dạ. Giờ có chồng hết rồi ông ơi. Có chồng có con hết rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ còn gặp mặt hay không? Đứa đi nhà đứa là gặp. Dạ. Nhà đứa thì gặp nó, nhà đứa không gặp nó, có chồng nó xa. Vậy đó. Rồi gặp vậy rồi có ngại không? Nên nó không. À ông ơi, nó nhìn không cha không? Nhìn ra cái lợ rồi tôi kể hồi đó vậy vậy đó. Kể sao, kể lại con nghe. Tôi kể cái đó là tôi với tình yêu là thương nhau trong giường gì đó. Nó nhớ rồi. Vậy đó. Bây giờ gặp lại. Nó thâu đi cái đó chuyện bỏ đi. Rồi gặp lại vậy rồi thấy là như kỳ của ông, nó có chồng rồi chồng nó dòm chân chăn rồi quá. Thì thôi. Người ta có cơ ngơ mình lại đi xin vậy rồi thấy buồn không? Dạ. Người ta có gia đình có cơ ngơ mình đi xin mình thấy trời buồn không? Buồn ý chê, nay có chồng vợ cãi nó, cứ buồn ý chê. Nên là giờ nó có chồng 4-5 đứa con rồi, xui gia hết rồi hôm nay. Bây giờ là ngày nào đi xin ngày đó? Dạ, sống ngày nào hay gì đấy không ngày di chuyển là 400 ngàn. Dạ. Xin rồi lỗ rồi sao? Trời ơi, lỗ rồi gì đó. Thì có ăn thì kiếm đổ về lấy hết cái chạo về ăn. Còn như chết thuốc, con chết không đủ tiêu. Không bệnh gì mà chết thuốc. Trời ơi, đau lưng bây giờ nhức mỏi. Giờ nó tụt máu quá, không may hành bộ tử. Ở đây lên Hồng Ngự là cũng 40-50 cây. Trời ơi, 40-70 cây à. Rồi sao mà ông đi, ông sinh trong đó mà ông sinh ở dưới này. Trời ơi, vì dưới này tôi quen dưới này nè, tận vô chín kiếm gạo ăn, không có gạo. Với lại ông thấy vậy, con thấy cái đường này nó nguy hiểm cho ông quá, xe lớn nó đi nhiều. Trời ơi, chứ xe đi gặp mé thôi. Nó biết thấy mà nó tránh rồi. Không phải vô nó đụng thế. Con thấy ông đi xin mà hoặc cái tay của ông vậy mà ông vẫn vui vẻ ha. À, nhất chơi, nhất cũng vui. Vui hả? Vui. Sao vui? Nhất. Gấp không được không ai, ăn không được, gấp không được, múc tay này cơ mà, tay này đâu có, nó đâu có đụng tay này. Nó đụng tay bên đây cơ mà. 74 tuổi rồi. Dạ, 74 tuổi không ai. Cái xe này ai đóng cho? Trời ơi, mò đóng tay một đó không ai. Thì có tôi bò đóng tay một á. Bên tay này dịnh cầm bên tay này đóng xuống mẹ đi. Chứ mà bọn ai giờ không ơi. Mượn cơ mà tiền đâu muốn trả tiền nó nữa. Thấy mẹ đi. Trời ơi xấu ngộ không cần đời mà có xe đi được trời. Xấu đẹp không cần đời. Đừng, tới đừng có cừ được rồi. Sao không tới hai cái túi vậy, con lấy hai cái túi kìa. Dạ. Yeah. Túi bên kia đựng gì á? Bình thuốc. Túi bên đây nè. Dạ. Yeah. Cái này có 5 ngàn à. Thì móc cho hết luôn coi coi. Dốc bông chị. Anh con lấy con chạy luôn. Chạy luôn đi đâu? Có 5 ngàn nè. À. Đó, 5 ngàn đó. Dạ, yeah. Rồi túi bên kia. Có, túi không à. Móc thử. Túi uống. Không hả, bên này nè, túi này nè, túi này nè không? Dạ, túi này. Túi cuốn nè. Túi này nè. Nè. À, túi này nè. Đây hả? Túi này. Túi bự ngoài. Đây hả? Thuốc khớp. Rồi, dốc bông đâu? À, thuốc. Thuốc khớp. Rồi, túi kia. Túi này. Đó, trời, còn đâu nữa? Túi này nè, con nói cái túi này nè. Này nè. Dạ. Cái này mới 2 ngàn đấy nè. Đâu móc ra coi, con thấy một bị luôn mà. Ôi một bị tiền luôn. 2 ngàn nãy đó. Trời ơi. Túi này 2 mai cho ông vậy? Trời, muốn tầm mai đúng không ơi? Nè, ôi 2 ngàn, 2 ngàn đấy nè. Ôi một bị tiền luôn nè mọi người. Trời ơi, đến giờ không được 100 ngàn đó.
Được. Với ngàn ngàn không mà. Được trăm ngàn lỗ sao? Trời, lỗ lỗ chứ sao giờ? Nó cái này tôi khúc. Khi nào mà xin chiều giờ nhậu không? Không không. Nhậu vô đừng chết luôn. Thấy ngày xưa ông thấy ngày xưa là mình ăn chơi, bây giờ mình có à? Mình có hối hận không? Tôi ở vụ là đồ cung mụn bàn lắm mà. Có hối hận không ông? Có được không? Có nặng rồi. Dạ. Bỏ rồi rồi sống tới giờ phải dù chết lâu rồi anh ơi. Bỏ mấy năm? 20 năm rồi. Bây giờ mình thấy bây giờ nó còn bệnh nữa. Bây giờ mình thấy già mình lủi thủi mình đi sinh có mình nên nè. Rồi mình tự lo mình sống ở trong cái mái nhà của mình luôn á. Có khi nào mình buồn không? Thì buồn chứ. Tranh thổ và ở nhà thì không có ăn uống đầy đủ mai giờ dán đi với lớn con ta không ta này cầm lên đâu có được luôn con mới cầm trong này cặp bên này đẩy tới không mà cái này cầm đâu có được đi khổ không gánh nghèo khổ đi gì chứ giàu có chắc không đi cái này như gì luôn. Thấy người ta có nhà cửa ấm to. Nhà người ta giàu, người ta có nhà cửa, người ta có đất. Mình đó không có đất. Đất ông bà lại lợi miếng đất đâu, mình ăn có thuốc tây giờ ông bà cha mẹ chết trơn bỏ lợi có miếng đất. Dùng đi không được cây trốn có nổ cây. Có không được công đất. Có nổ công đất rồi. Chết rồi bỏ lỡ cũng có khoảnh đất có chút gì đó. Có bán chưa hay là còn giữ? Còn thinh, mình đã còn thinh. Mình đã đất, đất ông bà để lỡ. Chứ đất không có đất. Ở đất người ta cũng có lòng, ở không được. Tôi ở miếng đất ông bà để lỡ miếng đất từ đây lỡ từ lúc đó gì đó. Không khẩm ảnh nhà rồi. Sống giờ còn thinh. Ông đi xin gì mấy giờ ông mới về? 2 giờ 3 giờ vừa. Bây giờ ông có mong ước gì không? Dạ. Ông có mong ước gì không? Ước gì không? Mình đi không tiền bạc không khổ cái màu nhà ra đủ sống mà. Để qua đó con kêu một bịch trà đường cho ông nha. Ông thích uống gì? Uống trà đường. Trà đường ha, ông đợi con ha, hay là ông qua đó luôn? Đợi đi, đây đi ha. Đi qua đó luôn đi. Dạ. Đi luôn vòng, đi xin. Thôi ông ở đây đợi đi, để con ấy rồi đi vòng vòng ha. Để con qua đó, con kêu chị đó đem qua. Có bạn này cho ta. Cảm ơn chị. Thôi, cảm ơn em. Cảm ơn. Chết mẹ này cho con cảm ơn. Khổ quá anh ma vô tiền bự cắt vô trong bo một thuốc không ma vô ngày nào ông cũng xin ở đây hay sao? Dạ lâu lâu đi một năm điên lần đây nè. Một năm điên lần thôi à? Có lần mà còn nhiêu là có đi hầm ngự cơ mà hầm ngự với đồng tiết giờ ông có số điện thoại không? Điện thoại khóa nhà ông ai nhớ số không? Không nhớ luôn rồi. 39 tuổi. 39 tuổi đâu ai biết được đâu. Có hai số sao nhớ. 39 tuổi. Vậy là không có giúp gì ông ai mới đừng tôi đi chút lấy xe đò qua tới về luôn đó. Chứ 2 giờ 3 giờ đó. Có khi nào ông đi về ông ngất ông xỉu không? Nắng quá. Nắng quá dù cái môn mát thằng tôi vô đó ngầu. Ngầu bớt đau cái hết đau gì nữa. Như tiền chú ơi. Bán nữa con có đem tiền hối không? Không có, hồi con qua con lấy xe con để bên đó. Đây nè, nè ông đổ vô đi. Đổ vô đi. Lấy này bỏ này đi. Ông mở nắp lên đi.
Ờ, mở nắp nha. Để con nổi nè. Giờ đổ hết vô đi. Đồ, đồ trong đó đó. Ờ, nó rắc đồ nữa luôn. Thôi, muốn bớt không ơi. Rồi. Chạm bóng bượt nữa nè. Được không? Muốn cho đường nó sẽ mát. Ừ, mát. Cà phê nó nóng. Con này con cho ông nè. Dạ. Người hồ con không dám cho số tiền của Mạnh Thường Quân. Lý do là ông đi một mình đó. Nên là nữ là cũng sợ mọi người giật bắp. Này, này con gửi cho ông. Dạ. Này nhiêu? Biết nhiêu tiền không không? 500. Dạ. Cái này 100 mà. 100 ngàn. Vậy là lâu lâu ông mới đi đường này một lần. Dạ. Đúng không? Dạ. Ông tên gì? Giàu. Dạ. Dạ, Bùi Hồ mới gặp ông đó mọi người. Thì cũng cô bác cái chuyện mà có gặp ông thì cho ông cũng ít thôi. Đừng nên cho nhiều. Tại vì sợ số tiền lớn á, thành nữ là sợ ông bị giật cũng nguy hiểm đến cái tính mạng của con đó. Đứng lên thử ra ông, đứng lên thử ra ông. Chính này, đứng. Cái gì? Sao cuột vô vậy? Đang chậm mà đâu có xe đi. Mình đi đâu cái chân này trụ được không? Cái này nó đỡ, còn chân này nó yếu. Đâu, chân đứng lên nè. Cái này nó đứng lên đổ, cái gì nó xìu à. Này nó cột chín quần với chân rồi. Cột cái quần lại luôn. Trời ơi, dữ thiệt. Cột vô tặng cái này lên ông đi. Dạ. Mình đi đâu, xe nó xe tới đó. Dạ, thôi con cũng đi công việc, ông nghỉ ngơi ha, đi cho khỏe ha. À, xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở chỗ video clip sau ạ. À. Xin chào, hẹn gặp lại.